Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nếu diễn biến dịch COVID-19 có xu thế đi ngang như hiện nay, ước tính quý 2 năm nay sẽ có trên 250.000 lao động trong doanh nghiệp mất việc làm và hàng triệu lao động ngừng việc. Nếu dịch bùng phát mạnh hơn, sẽ có từ 350.000 đến 400.000 lao động mất việc làm và khoảng 2 đến 3 triệu lao động có nguy cơ ngừng việc. Theo báo cáo này, ước tính các ngành nông nghiệp chế biến chế tạo, vận tải và kho bãi, du lịch sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất với số người chịu ảnh hưởng chiếm khoảng 75 đến 85% tổng số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số người thất nghiệp nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp đang có xu hướng gia tăng mạnh. Tháng 2 năm 2020 đã có 47.164 người, tăng gần 60% so với tháng 1 năm 2020 là 29.839 người và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái tháng 2 năm 2019 là 27.755 người. Theo tính toán sơ bộ, số người lao động bị ngừng việc từ những cơ sở hoạt động lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú và nhà hàng lên tới hàng chục ngàn người. Đồng thời, nhu cầu tuyển dụng người lao động cũng giảm, giao động từ 20 đến 30%, có nơi giảm mạnh như thành phố Hồ Chí Minh giảm tới 40%, Hà Nội giảm 37%.